Hello, xin chào mừng các quý vị đạo hữu đã quay trở lại với The Fun ZF Channel. Đã lâu rồi không lên video, thì hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái series để giải thích và hướng dẫn về blockchain. Và cụ thể hơn là trong cái series này, mình muốn hướng dẫn các bạn tìm hiểu kỹ hơn một xíu về blockchain là gì. Rồi tiền ảo là gì, cryptocurrency rồi nè, các thứ. Rồi sau đó mình sẽ học thêm, biết thêm một chút đỉnh về smart contract. Và cụ thể đây là mình sẽ sử dụng smart contract ở trên viết bằng cái ngôn ngữ Solidity. Nó thì nó sẽ phù hợp cho những cái trên những cái platform giống như là Ethereum hay là BNB chain của Binance vậy đó. Thì những cái đó thì từ từ mình sẽ nói sâu vào. Thì về cơ bản thì mình muốn giải thích cho các bạn sẽ hiểu thêm về những cái kiến thức cơ bản nhất về những cái concept rất là basic ngay từ ban đầu của blockchain để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Và khi mà mình muốn tìm hiểu thì mình có một cái hướng tìm hiểu nó dễ dàng tiếp cận hơn rất là nhiều so với là việc là mình tự mày mò mình tìm hiểu. Thì chắc hẳn là rất có nhiều bạn ngay từ ban đầu các bạn cũng sẽ giống như mình, là khi mà nghe người ta nói về blockchain là gì, mình có cái khái niệm rất là mập mờ về blockchain. Rồi Bitcoin có phải là blockchain hay không, hay là blockchain là Bitcoin là blockchain. Rồi mình muốn tìm hiểu nó thì mình nên bắt đầu từ đâu, mình có nghĩa là mình không biết phải đặt chân vào đâu ngay từ cái thời điểm ban đầu. Mặc dù là có thể là bạn có thể tự tìm hiểu, bạn có thể tự lên một cái sàn nào đó, bạn nạp tiền vào, bạn có thể mua được Bitcoin, mua được ETH, mua được BNB, mua được tất cả mọi thứ, rồi có thể là kiếm ra lợi nhuận từ đó, giống như các bạn chơi cổ phiếu vậy đó, như là các bạn làm trader. Nhưng mà một khi là hỏi về kỹ thuật thì các bạn lại lại không hiểu rõ về bản chất kỹ thuật ở bên dưới đó như thế nào. Mình đối với những người học công nghệ thông tin như tụi mình, mà mấy cái đạo hữu mà không rõ vậy đó, không hiểu biết được thì rất là ấm ức khó chịu, phải không, mà không có ra đường chém gió được với người ta nữa. Nên trong cái series này mình quyết định là mình sẽ giải thích một cách chi tiết hơn, đầy đủ hơn một xíu cho các bạn có một cái giống như là một cái bước đệm đầu tiên trong cái con đường mà các bạn đi chinh phục cái công nghệ blockchain này. Đó. Rồi. Và mình bắt đầu bằng những cái basic concept của blockchain. Blockchain ngay từ cái tên của nó thì các bạn đã thấy là nó là block là một cái khối, là một cái khối, chain là một cái chuỗi nó liên kết với nhau. Thì blockchain mình hiểu đơn giản là, nhiều người dịch ra đơn giản là chuỗi khối, đúng không? Thì mình có thể tưởng tượng trong đầu mình nó giống như là một sợi dây xích, những cái mắt xích nó nói với nhau. Vậy thì mình sẽ bắt đầu từ cái câu chuyện là tại sao người ta lại tạo ra cái công nghệ blockchain này, người ta lại người suy nghĩ ra cái công nghệ blockchain này, và một mục đích ban đầu của nó là gì. Thì cái mục tiêu mà thiết kế ra cái công nghệ này á, nó có ba cái mục tiêu chính ha. Nó là dữ liệu, là nó phân tán dữ liệu, phân tán. Cái thứ hai nữa là nó phi tập trung, phi tập trung. Và cái thứ ba nữa là nó không thơ dữ liệu một khi đã được ghi nhận rồi thì nó không thể chỉnh sửa thay đổi. À, đó là ba cái mục tiêu quan trọng nhất khi mà người ta nghĩ ra được cái công nghệ này. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ giải thích. Ở video này mình sẽ giải thích cơ bản nhất cho quý vị đạo hữu hiểu được thế nào là dữ liệu phân tán nè ha. Rồi gì đó. Phi tập trung ha, phi tập trung và cái gì ta? Không thể thay đổi. À, rồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ bắt đầu bằng cái dữ liệu phân tán. Thì ở trong cái thiết kế của một những cái hệ thống ngày xưa, những hệ thống cũ,
thì thiết kế rất đơn giản đúng không? Mình sẽ có một cái hệ thống server, trong đó có một cái database và những cái client của mình, có thể là web, có thể là mobile, có thể là PC, có thể là bất cứ cái gì đó. Rồi mình sẽ kết nối với cái hệ thống của mình rồi và đọc dữ liệu từ database lên và giao tiếp với nhau và xử lý công việc. Cái cách thiết kế này thì nó có cái nhược điểm là cái database của mình, cái dữ liệu của mình nó nằm tập trung ở một chỗ. Nó thì cái nguy cơ ở đây là gì? Nếu mà nguy cơ xảy ra ở đây là gì? Một ngày nào đó đùng cái cục database của mày này của mình nè, nó bị sự cố, nó bị lỗi, nó bị cháy chẳng hạn, rồi mình không thể recover lại được thì coi như mình mất toàn bộ cái dữ liệu đó và coi như là toàn bộ hệ thống mình nó sụp đổ theo ha. Đó thì sau đó người ta mới phát triển lên là người ta sẽ phát làm thành cái hệ thống là database dạng như là master slave vậy đó, là sau khi mình ghi nhận mình sẽ replicate qua cho những cái con server khác, nó đóng cái vai trò là nó lưu trữ, nó backup lại. Nếu mà lỡ trong cái trường hợp mà anh master này anh chết thì mình sẽ có một cái thuật toán để mình cho một cái anh khác anh lên làm master, anh tiếp tục anh ghi nhận và xử lý dữ liệu để tránh cái trường hợp thất thoát dữ liệu hoặc là hệ thống nó bị ra đi trong khi mà có một cái con database nào đó nó bị chết. Đúng không? Rồi. Rồi tiếp theo đó nữa thì mới bắt đầu gọi là người ta muốn phát triển một cái hệ thống mà toàn bộ cái database nó đều hoạt động độc lập với nhau luôn. Nó không còn gọi là master slave nữa. Cái gì đó master slave gì nữa đó. Là khá vậy đi. Tiếng Anh tôi không giỏi lắm nha. Thì mấy bạn mà đã có tìm hiểu rồi, đã biết nhiều về kiến thức về database thì chắc chắc là đã hiểu những đó. Thì ở đây cái người ta mong muốn là data B2B, nghĩa là tôi có thể kết nối với bất kỳ một cái cụm data nào, cái cục database nào, và tôi cũng đều có thể xử lý được cái thông tin hệ thống của mình, và data nó được đồng bộ với nhau liên tục từ node này qua node này, node này, node này. Mỗi cái database đây nó là một cái node và data nó được đồng bộ liên tục, từ data được ghi nhận từ đây nó đồng bộ qua tất cả những cái node và tương ứng bất kỳ cái node nào được data đều được đồng bộ lại toàn bộ trong hệ thống đó. Đó thì đó gọi là cái thiết kế và gọi là B2B. Đó, B2B có nghĩa là đây, này là B2B nè, B2B nè. Đó. Data distribution nghĩa là data được phân tán, và B2B nghĩa là tự những cái node này nó sẽ tự đồng bộ data với nhau. Thì tất nhiên là nó sẽ có một vài có những cái thuật toán đặc biệt ở đó trong đó để nó làm được cái việc này ha. Thì đó là cái mong muốn đầu tiên. Đó. Thì tại vì khi mà mình làm được việc này thì sao? Thì ví dụ anh này ảnh có bị chết. Này, ví dụ như một cái node ở đây đây. Đây ngay con chuột của mình đây. Nó có chết đi nữa thì nó cũng không ảnh hưởng với toàn bộ hệ thống bốn anh này. Đó, bốn anh này vẫn cứ tiếp tục hoạt động bình thường. Rồi đó, những cái lên tiếp tục có thể gọi vào đây, gọi vào đây, vào những con này. Đó. Và tiếp tục làm việc, và những cái tại vì những cái thông tin ở anh này đã được đồng bộ hết toàn bộ hệ thống này rồi. Nên anh có thể nói chuyện với không nói chuyện được với anh này, nói chuyện với anh này cũng có gian vậy. Và tương tự như vậy, khi mà anh này ảnh được sống dậy lại, ảnh chạy lại là thì anh cũng sẽ được những cái thằng này đồng bộ những cái dữ liệu mà anh đã bị miss trong cái khoảng thời gian mà anh chết đó, thì kết nối vào nó lại tiếp tục nói chuyện được. Thì cái hệ thống mình nó lúc nào cái database mình luôn luôn ở trong cái trạng thái ready đó. Nhưng mà rất nhiều công ty đã làm được cái câu chuyện là B2B data distribution này rồi. Đó. Nhưng mà vậy thì tại sao Bitcoin nó lại tiếp tục nó làm cái câu chuyện này? À, thì bây giờ cái điểm yếu của cái này ở đâu? Điểm yếu của này là cho dù là một công ty nào đó nó thiết kế được cái hệ thống B2B data distribution này, nó đặt những cái node của nó trên khắp thế giới. Việt Nam có một node, Singapore một node, Mỹ có một node,
đúng không? Nhưng mà nó vẫn thuộc quyền sở hữu của một công ty nào đó, ví dụ như là thuộc công ty X đúng không? Thì công ty X đó mà nó phá sản thì nó tắt hết những tất cả những cái node đi, thì nó cũng mất data dữ liệu, nó cũng mất đi đúng không? Thì cái mục tiêu tiếp theo của Bitcoin là gì? Nó là phi tập trung, dữ liệu phi tập trung. Dữ liệu phi tập trung là gì? Nghĩa là bất cứ ai cũng có quyền tham gia vào hệ thống. Bất cứ ai mà mình muốn làm một cái node cũng được, mình muốn làm một cái node để mình có thể ghi nhận dữ liệu cũng được, ghi nhận dữ liệu vào hệ thống nó cũng được. Rồi bạn 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 một đạo hữu nào đó đó giờ muốn thì cứ theo đúng những cái quy định gì đó của cái tiêu chuẩn, không những cái code gì đó, chạy đúng code đúng sụp rồi đủ tiêu chuẩn thì bạn sẽ làm một cái node ở trong cái hệ thống đó để ghi nhận database dữ liệu ha. Ai cũng có thể làm được, công ty X cũng có thể làm được, mình cũng có thể làm được, ông A, ông B, ông C, ông hàng xóm cũng có thể làm được ha. Đó thì tất cả mọi người đều có thể tham gia vào. Thì tất nhiên là để đảm bảo được cái tính đúng đắn, nghĩa là ủa anh tham gia vô anh muốn ghi gì ghi là không đúng đúng không, anh tham gia vô anh phải có bắt buộc phải có quy luật, và cái quy luật đó người ta gọi là thuật toán đồng thuận, nghĩa là người ta sẽ có cách để mà đồng thuận cái việc ghi nhận data của anh đó là có được duyệt hay không. Khi mà việc ghi nhận data của anh và cái node của anh đó, được những cái node xung quanh đó, những cái node khác nó thừa nhận là việc ghi nhận của anh là đúng đắn thì nó sẽ ok cập nhật. Tất nhiên nếu mà anh ghi bậy thì không có tính đúng đắn ở đây, thì cái việc ghi nhận của anh là thất bại và anh sẽ không được ghi nhận vào hệ thống đó. Thì ở đây cái đó gọi là cái thuật toán đồng thuận ha. Ví dụ như đáng lẽ đây là mình có thể là mình sẽ ghi vào đây là 1 cộng 1 bằng 2 đúng không, 1 cộng 1 bằng 2 ở đây, thì tất cả những anh này sẽ chạy một cái thuật toán để kiểm tra vào cái câu cái mình ví dụ thôi nha, ví dụ thôi nha, mình ví dụ đó là kiểm tra cái dòng lệnh đó 1 cộng 1 bằng 2 kết quả đúng không, thì anh này kiểm tra nói đúng nè, anh này kiểm tra nói đúng nè, anh này kiểm tra nói đúng nè, ok vậy thì chấp nhận ghi nhận như đây tiếp một dòng là 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 1 bằng 2 ở đây đúng không. Rồi tại vì cái này node này là node của mình có quyền mình yêu cầu ghi nhận data vào, nhưng mà có ghi nhận được hay không thì phải qua những người khác kiểm duyệt qua một cái thuật toán đồng thuận, tôi đồng thuận cho phép anh ghi nhận và tôi cập nhật vào. Tương tự cái ông hàng xóm ông cũng vậy, ông thấy ok 1 cộng 1 bằng 2 xấu quá, ảnh thích là 2 cộng 2 bằng 9, em hai bằng 9 vào đây nhưng mà tôi kiểm tra thấy 2 bằng 9 sai rồi, không đúng ha, không hợp lệ, đây cũng không đúng không hợp lệ, ở đây cũng không đúng không hợp lệ, rồi thì đó là không được ghi nhận hả. Thì tất nhiên có trường hợp là ông B đó, ông hàng xóm nhà tôi ông giàu quá, ông một mình ổng mà ông chiếm hết 5 6 cái nốt này đó, đây có nhiêu ta, 2 4 6 nốt, mình ổng độc chiếm 5 nốt và ông ghi nhận 2 cộng 2 bằng 9, thì tất cả những cái nốt họ hàng của ổng cũng đều chấp nhận cái việc sai trái đó của ổng luôn, mà chỉ có mình tôi đang đứng đứng trong góc này, tôi cứ nói là ơi 2 9 sai rồi bạn ơi, nhưng mà nó đồng quá cháu không lại, thì việc ghi nhận 2 cộng 2 bằng 9 đó vẫn được ghi nhận nha, chứ không phải là không nha. Thì cái đó người đó gọi là cái gì ta đó, thì có nghĩa là trong blockchain, trong hệ thống phi tập trung blockchain thuật toán đồng thuận nó vẫn có lỗ hổng, nghĩa là nếu một người nào đủ quyền lực có thể chiếm hơn bao nhiêu phần trăm cái tổng số lượng node thì người đó có quyền thay đổi cái kết quả mà được ghi nhận vào trước khi nó được ghi nhận nha, chứ không phải là ghi nhận rồi mà thay đổi nha, rất là khó cái chuyện mà ghi nhận vào thay đổi, tại vì đó là cái sự là nó là nó không cho thay đổi. Cái tính tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu thì đó, thì các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể hiểu thêm về cái việc mà tấn công vào một cái hệ thống bằng cách là ok chiếm hơn
bao nhiêu phần trăm cái số lượng node ở trong cái hệ thống đó để có được quyền đồng thuận cái việc ghi nhận một cái kết quả sai trái. Thì tất nhiên nếu mà trong blockchain Bitcoin chẳng hạn, bây giờ hàng hàng triệu người nó tham gia vào cái node đó rồi, nghĩa là đang có hàng triệu node, thì bạn làm cách nào bạn có thể cơ bản mạnh hơn cả hàng tỷ người đó, thì đó là một câu chuyện gần như là không thể. Đó, đó là cái tính gọi là phi tập trung này nó vẫn được đảm bảo rất là ổn định ha. Rồi tiếp theo là cái tính gọi là cái không thể thay đổi, immutability, tiếng Anh dở quá. Đó, thì cũng dựa trên cái thuật toán đồng thuận này kèm theo một số cái điều kiện. Đó, tại vì khi bạn muốn cái ghi nhận một cái thông tin, một cái block, ví dụ như mình nói đây 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 mỗi cái là một cái block, một block này nó sẽ có rất là nhiều data ở trong đó. Mỗi một block nó có nhiều thông tin dữ liệu trong đó mà một khi đã được ghi nhận vào, đã được nói vào, ví dụ như ở đây tôi có một block, tôi muốn ghi nhận thêm một block, tôi ghi vào thì phải được thông qua cái thuật toán đồng thuận này, nó kiểm tra cái tính đúng đắn của cái block mới. Tại vì cái block mới nó có chứa thông tin của cái block cũ trước đó, đúng không? Thì nếu mà cái thông tin đó sai thì á bạn không thể nào bạn ghi nhận cái block mới vào được. Đó. Vậy thì bạn không có cách nào mà bạn 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 sửa lại một cái một cái block này, ví dụ như cái block block này là block số 1 đi, block này là block số 2, block này là block số 3, mình ví dụ vậy. Giả sử bạn nói tôi muốn thay đổi thông tin cái block số 1 này. Ủa không, tôi muốn thay đổi thông tin, từ từ đi, từ từ mình đang nói nha các bạn. Rồi, ví dụ như mình nói ngay cái block ngay ngay số 2 đi cho nó dễ ha. Là tôi muốn thay đổi thông tin của cái block số 2 này. Thì sao ạ? Thì khi mà bạn thay đổi thông tin của block số 2 mà block số 2 nó phải đi kèm với thông tin của block số 1. Đó. Vậy thì sao? Để cho cái thuật toán này nó chạy đúng. Nghĩa là để cho cái việc thay đổi đó nó chạy đúng theo cái thuật toán đồng thuận, thì bạn phải thay đổi block số 1 như thế nào để cho nó phù hợp với việc thay đổi block số 2. Và tương tự như vậy thì block số 1 này trước nó là block số 0, block số ít gì đó, có nghĩa là nó còn n block trước đó nữa, nghĩa là việc thay đổi một block nó dẫn tới việc thay đổi toàn bộ những cái block ở phía trước đó. Ha. Đó thì cái việc đó là gần như là hoàn toàn là không thể. Nó nên là đó, cái sự mà gọi là không thể thay đổi được dữ liệu một khi đã được ghi nhận, bảo đảm tính an toàn của blockchain nó là như vậy ha. Tất cả nó đều dựa trên cái thuật toán đồng thuận, và thuật toán đồng thuận này rất là phức tạp. Rồi ok, cái video này tạm thời mình sẽ nói tới đây thôi, rồi ở cái video tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về sơ lược về Bitcoin và Ethereum ha, và những cái thuật toán của nó, và một vài cái chi tiết nữa để các bạn có thể hiểu hơn nhiều hơn ha. Xin chào và hẹn các bạn ở video kế tiếp.